Xin chào các bạn. Như đã chia sẻ ở các video trước, khi thao tác trong Excel, chúng ta hay bị phát sinh nhiều lỗi khó chịu. Một trong những lỗi đó là thanh cuộn dọc bị thu nhỏ. Khi chúng ta kéo thanh cuộn dọc đến cuối bảng tính thì nó vẫn không chịu dừng lại mà đi thêm một đoạn khá xa xuống phía dưới. Và bảng tính chúng ta cần kiểm tra ở tiếp phía trên. Và mình cũng đã có một cái video chia sẻ cách sửa lỗi này qua hai trường hợp cụ thể. Thì trường hợp một đó là các bạn xóa tất cả dòng trống phía bên dưới đi rồi lưu file lại. Trường hợp hai là tìm và xóa những comment bị nhảy qua khỏi bảng tính nằm tuốt phía dưới đi. Thì tự nhiên trong quá trình sử dụng có nhiều bạn đã xem video này và làm theo cách trên nhưng vẫn không khắc phục được lỗi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cách thứ ba để khắc phục lỗi này qua file ví dụ cụ thể này đây. File này là của một bạn gửi cho mình nhờ sửa lỗi. Thì qua quá trình mò mẫm các kiểu và mình cũng đã khắc phục được cái lỗi này. Thì mình sẽ thực hiện theo hai cách đã chia sẻ ở cái video trước mà không được với các bạn. Thì ví dụ như cái đây trường hợp 1. Các bạn thấy cái thanh cuộn đây nè, kéo chúng tới dưới đây nè, những cái dòng trống đây thì nó vẫn không dùng được, không có kéo hết cái bảng rồi nó vẫn chạy nữa các bạn. Thì thông thường mình sẽ khắc phục bằng cách là mình xóa những cái dòng không có dữ liệu dưới đây đi. Mình giữ Ctrl Shift và mũi tên đi xuống để quét chọn hết cái vùng trống bên đây và delete, chọn delete, delete row. Cái này vẫn kéo đi tuốt dưới đây các bạn. Cách một cũng không được nè. Cách thứ hai vào review show on comment lên, mình tìm coi comment nó có chạy tuốt ở đây không và không có nha các bạn. Vẫn kéo tuốt về đây. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục qua trường hợp thứ ba, đó là thì các bạn ý cái dòng này nó chiều cao của dòng này nó tùm lum hết nè. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái dòng này cho chiều cao cùng một cái chiều cao nha các bạn. Ví dụ mình quét chọn hết, ví dụ mình chọn đây nè, chọn quét chọn hết cái bảng này, chọn row 2, ví dụ mình chọn 40 là mình chỉnh chiều cao dòng cho giống nhau hết bằng 40. Bây giờ mình quay lại, mình sẽ tìm cuối bảng tính này. Mình sẽ bắt đầu mình xóa đi cái những dữ liệu dòng thừa dưới đây, quét kéo chọn dưới đây. Do cái file này bản tính nó quá dài nên kéo nó chạy đi nhiều các bạn. Đây nó quá trời bản. Nếu mà mình không có khắc phục lỗi, mình sẽ kéo mỗi lần mình thao tác mình kiểm tra rất là khó khăn. Nó nằm không biết nằm đâu, mình kéo xuống kiểm, nói chung bạn coi như là free luôn. Cái file này là một phiên bản lỗi xử lý rất là mệt.
Đây mình sẽ mình ví dụ như dữ liệu mình cần tới 4 dòng 4303, mình sẽ chọn dòng từ 4304 nó xuống, mình xóa hết đi. Ctrl Shift mũi tên xuống. Rồi sau khi xóa mình xong nó save cái file này lại. Tắt đi, mình mở lại cái file. Các bạn ý cái thanh cuộn nha các bạn. Cái thanh cuộn giờ nó nằm ở đây, mình kéo được khỏi máy nè. Khi mình kéo thanh cuộn hết nó nằm dưới cuối bảng nè. Đấy là mình kéo không kéo được nữa. Thôi, thanh cuối đây rồi. Nó không nằm tuốt phía dưới nữa. Thì cái này thật ra cũng giống cách sửa lỗi ở cái video trước thôi. Mình có thêm bước phụ là mình phải chỉnh cái chiều cao của tất cả các dòng của cái bản dữ liệu này giống nhau hết. Mình mới xóa được. Thì sau khi mình chỉnh đó thì ở cái đối với những cái dòng trong đây, sau khi mình đã khắc phục xong cái lỗi đó thì mình muốn chỉnh lại cái dòng nào trong đây. Ví dụ cái dòng nào nó có 3 dòng 4 dòng gì đó, mình muốn kéo ra thêm chỉnh lại thôi các bạn. Rồi mình hy vọng là với cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn nào mà đang loay hoay chỗ cái lỗi này sẽ khắc phục nhanh chóng. Cái video của mình chia sẻ đến đây là hết. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo từ kênh của mình.